liệt nửa người, liệt toàn thân, tử vong. Đó là những hậu quả và di chứng nặng nề từ đột quỵ, căn bệnh hiện đang hoành hành, gia tăng rất nhanh tại Việt Nam và thế giới. Trong 3 năm trở lại đây, số bệnh nhân phải nhập viện vì đột quỵ đang có chiều hướng gia tăng, từ 1,7% đến 2,5%. Theo báo cáo năm 2016 của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, hiện có tới 17 triệu trường hợp đột quỵ mỗi năm, với khoảng 6 triệu trường hợp tử vong và 5 triệu người sống sót với các di chứng gây tàn tật trong thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn. Thống kê tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và 90% số người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động. Cụ thể, tại Bệnh viện Nhân dân 115, trung tâm chữa đột quỵ lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm có hơn 10.000 ca đột quỵ và thường xuyên bị quá tải. Như năm ngoái chúng tôi có trên 11.000 ca bị nhập viện. Từ đầu tháng giờ khoảng 10 tháng vừa rồi thì chúng tôi cũng có khoảng trên 10.000 bệnh nhân được khám và điều trị tại khoa bệnh lý mạch máu não. Trong số đó thì khoảng trên 50% là các bệnh nhân đến trong tình trạng đột quỵ nặng. Đáng lưu ý hơn, mặc dù căn bệnh đang hoành hành, nhưng rất nhiều người, thậm chí ở những thành phố lớn, vẫn còn chưa hiểu về đột quỵ, còn chủ quan, không quan tâm về sức khỏe khi có những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như đột ngột say sẩm, chóng mặt, tê yếu tay chân và rất thường hay nhầm lẫn với các căn bệnh thông thường khác. Nếu mà xảy ra như vậy thì mình cũng khó phân biệt lắm, tại vì mình cứ nghĩ là họ là trúng gió thôi, chứ không có nghĩ đó là đột quỵ. Nếu mà nói về đột quỵ thì triệu chứng như thế nào thì cô không có biết. Nhận biết thì dấu hiệu và chính xác thì hầu như là không rõ lắm. Không những thế, theo thống kê từ Bộ Y tế, trong những năm trở lại đây, bệnh nhân có đột quỵ đang dần trở nên trẻ hóa. Đây là một bệnh nhân khá trẻ tuổi đang điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân 115. Nguyên nhân khiến anh bị đột quỵ là do lạm dụng rượu bia. Tôi bị chóng mặt và nhức đầu, tại vì bị có tiền sử bị huyết áp. Bác sĩ chụp CT và chẩn đoán bị nhồi máu não. Kinh nghiệm là không nhậu nhiều nữa. Chứ mà không nhậu nhiều lắm, thứ nhất là người bị bệnh huyết áp cao là chúng ta không nên nhậu nhiều nữa. Đôi khi thì trong công việc thì cứ phải nhậu, cho nên là nó xảy ra như vậy. Và phải uống thuốc thường xuyên. Nếu như trước đây độ tuổi mắc đột quỵ là 50-60 thì bây giờ là 30-45, vẫn có những bệnh nhân dưới 30 tuổi. Những bệnh nhân mà đến bệnh viện 115 thì cái việc mà những cái bệnh nhân đột quỵ mà ở lứa tuổi trẻ, ví dụ như 20 mấy, 30 mấy, thậm chí 10 mấy không còn là cái chuyện mà ít gặp nữa. Và hiện nay chúng tôi đang có 3 trường hợp dưới 30 tuổi và bị đột quỵ. Thì người ta cứ nghĩ là đột quỵ là một cái bệnh ở tuổi xế chiều. Nhưng thật sự ra thì do cái cuộc sống hiện đại ngày hôm nay thì đột quỵ nó sẽ dần dần nó trẻ hóa đi. Thì nó có nhiều nguyên nhân, ví dụ như bây giờ mình làm việc gắng sức, thức khuya nhiều và đi giao tiếp nhiều, uống nhiều rượu bia và thuốc lá thì có thể nó dẫn đến một cái bệnh đột quỵ. Đặc biệt, ở thời điểm giao mùa, tình hình đột quỵ gia tăng đột biến. Đây là lúc giao thời giữa nóng và lạnh, khô giảm, mưa và nắng, là quy luật tất nhiên khi chuyển cuối thu sang đầu đông. Theo một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy, khoảng thời gian từ 4 tới 5 giờ sáng là thời gian có tỷ lệ tử vong do đột quỵ cao nhất. Do thời điểm này, máu hoạt động tích cực hơn và tuyến thượng thận hoạt động mạnh hơn để chuẩn bị cho cơ thể bắt đầu một ngày mới. Những người có nguy cơ bị đột quỵ cao như người lớn tuổi hay người bị xơ giữa động mạch, chỉ cần một luồng gió lạnh đột ngột vào buổi sáng sớm cũng có thể gây nên đột quỵ. Đến đột quỵ thì khoảng 50% là các bệnh nhân ở mức độ đột quỵ nặng, hoặc là một số các bệnh nhân khác thì đến tình trạng đột quỵ vừa, tức là những bệnh nhân mà chủ yếu đến bị liệt, chủ yếu là liệt nửa người, nhưng mà bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng tỉnh táo. Chỉ khoảng 10 đến 20% thì các bệnh nhân đến với tình trạng đột quỵ nhẹ, tức là bệnh nhân chỉ có những cái dấu hiệu giống như là nói đớ hoặc là yếu thoáng qua. Thì tuy nhiên những cái trường hợp này cũng sẽ xem là những trường hợp mà là dấu hiệu báo trước bệnh nhân có thể bị những cái cơn đột quỵ thật sự trong tương lai.